Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với các bài lab ở trong chương 2. Thì bài lab đầu tiên các bạn sẽ thử là bài printing. Thì ở trong cái bài này các bạn sẽ làm thử các thao tác là đi search trên Google với các từ khóa. Cái từ khóa này các bạn sẽ tìm kiếm trên Internet với cái từ khóa là Google Hacking Database. Các bạn đi search thông tin một domain nào đó, đi tìm kiếm thông tin về DNS của một tổ chức nào đó. Để làm cái bài lab này thì các bạn hoàn toàn có thể làm ở trên môi trường là cái chính cái máy laptop Windows của mình. Ở trong bài này không có cần sử dụng máy Kali Linux. Tụi mình ở đây thì sẽ nói về kỹ thuật gọi là footprinting. Thì footprinting nó là cái kỹ thuật là các bạn sẽ sử dụng các cái kênh hợp lệ để mà tìm kiếm thông tin của một cái tổ chức, của một cái cá nhân nào đó. Thì chúng nó sẽ có rất là nhiều cách tìm. Ví dụ như các bạn có thể đi search trên Google, trên Bing, trên Yahoo. Thì đây nó là cũng chính là những cái kênh hợp lệ. Hoặc là các bạn đi tìm kiếm thông tin của một cái domain nào đó. Ví dụ các bạn vào tổng domain công ty TTS, các bạn muốn coi chủ sở hữu domain tên gì, email liên hệ là như thế nào, thì các bạn cũng có thể tìm kiếm được. Hoặc là đôi khi các bạn cũng có thể làm cái việc là tìm kiếm thông tin của một cái cá nhân, con người nào đó ha. Cá nhân. Thì các bạn nhớ rằng là footprinting này đó, nó là những kỹ thuật hợp lệ ha. Ví dụ như các bạn đi search trên Google thì không có ai ngăn cản các bạn. Là các bạn đi đến một công ty nào đó, các bạn alo hoặc các bạn gặp nhân viên tư vấn văn phòng, các bạn hỏi thăm thì nó cũng coi như là một cái kênh hợp lệ. Thì bây giờ mình đi vào cái phần kỹ thuật đầu tiên đó, là đi search. Đi search trên Google. Các bạn biết rằng là Google là một chương trình search rất là tốt ha. Và khi mà mình sử dụng Google á, thì các bạn sẽ thấy nó một cái kỹ thuật nó gọi là Google Hacking Database. Thì Google Hacking Database này á, nó sẽ cung cấp cho mình là các cái từ khóa để mà mình đi search, mình tìm kiếm tốt hơn, đưa ra từ khóa truy vấn tốt hơn để các bạn tìm kiếm đúng thông tin theo nhu cầu của mình. Thì đơn giản là mọi người đi vào trong Google search cho mình chữ Google Hacking Database ha. Ví dụ như đây mình đi vào cái trang là ExploreDB. Thì ở cái trang ExploreDB này nó sẽ cung cấp cho mình là các từ khóa ha, các từ khóa để mà mình đi search một cái nội dung nào đó. Ví dụ như đây nó có cung cấp cho mình, nó phân loại cho mình sang cho mình là các rất là nhiều cái kiểu search. Ví dụ như đây các bạn thử nha, mình đi vào tìm kiếm những cái folder nhạy cảm. Ví dụ như mình đi tìm kiếm trong cái trang web coi là cái folder nào là chứa index.pub hay là entitled index ftp ha, thì mình cũng sẽ có được, các bạn cũng sẽ lấy được rất là nhiều thông tin của một đối tượng mình đang truy vấn. Ví dụ như mình thử mình lấy từ khóa này nha. Vô từ khóa này nó sẽ đi tìm kiếm những cái trang web WordPress mà chưa có config đúng hết. Rồi, lấy từ khóa này mình search Google.
Rồi, ví dụ bạn thấy một số trang ha, mình search được nè, mình click vào nè, trang này nó phích lỗi rồi nè, mình thử một trang khác. Rồi bạn thấy là trang này thì mình có đi vào được trong cái sổ ha, cái sổ của web nè. À, nó bị vào trong cái file CSS của nó thì mình thử rồi lưu lên cấp và wow, các bạn thấy là này mình đang đứng đâu đây, đang đứng trong cái folder là WordPress admin ha. Đó, ở đây mình thử lên cấp nữa xem sao. À, lên cấp nữa thì không được. Đó. Thì trong đây ví dụ các bạn muốn coi là cái web của này ở đây nó đang đang chạy những cái gì, rõ ràng nếu như mà mình đang đứng ở trong cái vị trí trong đây thì các bạn cũng sẽ biết được rất rất là nhiều thông tin ha. Rồi, thì ở trong cái file note đây thì mình cũng giới thiệu cho các bạn một số cái công lệnh cũng thường thường dùng ha. Nói chung đây mình chỉ ví dụ thôi, thật sự nó có rất là nhiều kiểu các bạn phải dùng. Ví dụ như đây là mình nhìn này nghĩa là gì? Là tìm kiếm ở trong các cái site có tên miền là .vn, các cái file có đuôi là SQL, hay là tìm kiếm trong cái tên miền .china ha, các file có đuôi là .sql, hay là tìm kiếm coi là cái file loại file là SQL, loại file là SQL mà nó có trong cái site mà có chứa chữ user và chữ chữ bash ha. Hoặc là ở đây mình tìm kiếm cái folder là chứa cái backup, cái chương trình backup của cái anh WordPress. Và các bạn biết rằng nếu như mà mình đi kiếm một cái file backup được của cái trang web thì hầu như là các bạn sẽ có cái khả năng mà các bạn dựng lại được cái trang web đó ở trong cái máy của mình. Mà nếu như mà mình dựng được cái trang web đó trong máy của mình rồi thì các bạn hoàn toàn có thể tức là biết được là trong trang web đó cũng đang có được những cái nội dung gì. Ở đây bạn thấy có file đây. Cũng thử nha. À, bạn thấy file này dung lượng cũng rất là lớn à, đây là 212 MB ha, có thể là chính là nội dung của trang web ha. Rồi chúng đây bạn lùi ra khoảng 1-2 cái folder xem sao. Những cái web này thì có thể đi vào bên trong xem trong folder nó có nội dung gì ha. Thì chứng tỏ rằng là không có tốt gì mấy ha. Rồi, hoặc là mình thử đây. Rồi, để cho trang này sao. Rồi. À, ở đây là mình đang đi lấy cái file, nó phải SQL. Do rằng cái đuôi file mình search là phải SQL ha. Thì các bạn biết rằng là nếu như nó là cái file SQL thì cái mà các bạn nhìn được trong đây á, có đi kiếm cho được là cái bảng chứa user, username và password ha. Và nếu như các bạn có được cái user và cái mã bom của password rồi á, thì mình có thể đi lên các trang search rắc password ha, thử cái password số nó có rắc được hay không. Và nếu như mà cái username password nó đang có hiệu lực thì nghĩa rằng các bạn có thể login trong trang web đó. À, đó là phần đầu tiên mình đi search trên Google. Sách thứ hai là mình hãy thử đi tìm kiếm cái thông tin của một cái domain nào đó. Ở đây thì mình thử demo là dùng cái trang tên là Whois Domain Tool. Mình và thử
Ví dụ như mình đi search một cái trang web ha, ví dụ như là giày bóng đá đi, tình cờ có ra gì không. Rồi thì với thông tin là mình search cái trang là giày bóng đá .com ở đây, thì theo kết quả các bạn thấy thì mình đang có thể câu được cái thông tin của người chủ sở hữu domain ha. Rồi một kỹ thuật khác là mình đi tìm kiếm coi là một cái trang web của mình đó, sẽ đang hosting chung với bao nhiêu server. Thì thật sự với kiếm cái này á, thì các bạn có thể sử dụng cái từ khóa là mình lên Google ha, mình có thể search trên Google. Đó, với từ khóa là reverse IP neighbor, thì khi các bạn search với cái từ khóa này nó sẽ cho các bạn danh sách của các trang giúp cho mình làm cái việc này. Ví dụ như mình đi thử lên cái trang mình đã tự kiếm được là trang view DNS cho mình for đây. Rồi sau đó thì mình thử vào trong đây mình nhập vào là reverse IP neighbor lookup đây. Rồi mình nhập vào ví dụ như là An Phú xây dựng một trang web nào đó cũng được. Thì các bạn thấy là gì, nó cho mình là danh sách các cái trang web đang hosting chung với cái trang Phú xây dựng này. Thì chỗ này nó chỉ là một trong những cách thôi, hoặc là một cách khác nha, là mình có thể sử dụng trình search bin. Ví dụ như mình bây giờ mình mở CMD lên, mình bin cái trang An Phú xây dựng trong cơm đi, thì mình thấy rằng là IP đang là 123 30 147 18 thấy IP là như vậy đi. Rồi mình mở trình duyệt của Microsoft lên. Rồi mình đi vào trang bình.com. Đó, gõ vào IP 2 chấm rồi cái IP của cái trang An Phú xây dựng mà các bạn thu thập được đây nè. Rồi mình sẽ thử. Thì với cái cú pháp này á, thì nó cũng giúp cho mình search xem coi là những cái công ty nào, những cái domain nào đang được hosting chung với cái con server có cái IP là 123.34.7.18 này ha. Rồi một cách khác nữa, các bạn có thể xem tìm kiếm cấu hình của một cái trang web nào đó. Lúc này mình đi vào cái trang gọi là newnetfrat.com. Rồi, mình lên vào nhóm Home ha. Rồi, ở đây có cái mục là cho mình coi là website is running. Ví dụ như mình lên vào cái báo là vnspread.net đi.
Thì nếu như mà mình click vào ứng vn.express.net này á, thì sẽ cho mình danh sách là các cái domain, các domain tương ứng với cái trang vn.express. Hoặc là bây giờ mình đi tìm kiếm cái thông tin của trang athena.edu.vn. Thì đối với một số cái trang web mà đặt xe hosting đó, thì mình thấy đây thì nó cho mình xem luôn cả là IP hiện thời OS đang sử dụng là trang web gì, IP là bao nhiêu ha. Ví dụ đối với Athena thì thấy đây là server hiện tại là đang nằm ở đây. Rồi các bạn có search, có thể search thông tin của một cá nhân nào đó, nó sẽ search thông tin của một cá nhân, cá nhân người dùng nào đó. Thì để làm được việc này á, thì nếu như mà các bạn nào mà có kinh nghiệm mà sử dụng Facebook tốt, các bạn cũng có thể các bạn sẽ nhập vào tìm kiếm được. Và hay đây đây, ví dụ một link khác, link của trang Bible. Thì khi mà các bạn đi vào trong link này, các bạn nhập tên của một người nào đó vào thì nó sẽ giúp cho mình tìm kiếm coi là trên thế giới mình đây thì đang có bao nhiêu người có cái tên giống như vậy. Và tất nhiên là để có thông tin này thì những người dùng đó thì đã phải đã từng ghi cái tên mình vào bên trong những cái trang web nào đó, thì thật sự là nó mới search được ha. Rồi một cái cận ha, là mình sẽ sử dụng cái DNS, rồi để mình query cái thông tin của tên miền. Rồi mình thử cho mọi người cái lát nó đẹp. Cách đơn giản nhất hôm nay á, thì trong Windows các bạn sẽ sử dụng là câu lệnh nslookup. Thì các bạn thấy hiện giờ cái máy tính của mình ở đây á, thì đang sử dụng cái IP là 208.67.2.2.2.2. Rồi ở đây mình sử dụng câu lệnh là set time bằng any, nghĩa rằng các bạn sẽ truy vấn hết toàn bộ cái thông tin của các record DNS có thể. Ví dụ mình thử tên miền yahoo.com thì cho mình xem thông tin gì đây. Như tên miền yahoo.com á, thì mình có thể đi đến là 3 cái IP version 4 này, 3 cái IP version 6 này. Đây là danh sách các cái mail server của nó, đây là danh sách các DNS server của nó. Và các bạn lưu ý rằng là cái thông tin về cái truy vấn tên miền này á, nó sẽ ra kết quả khác nhau tùy theo mình đang sử dụng là DNS server gì. Ví dụ như ở đây mình đang sử dụng DNS server là 208.67.2.2.2.2. Bây giờ mình thử mình dùng câu lệnh server đổi thành là 8.8.4.1, chuyển sang DNS server của Google ha. Rồi mình làm lại hành động giống này, mình cũng set size bằng any, rồi mình nhập vào đúng tên miền nào đó. Rồi thì bạn thấy ở đây kết quả thì nó sẽ là giống nhau đó, nhưng mà cách sắp xếp thứ tự của nó các bạn thấy nó sẽ hơi khác nhau. Rồi cái này là những thông tin truy vấn rất là bình thường. Riêng ở trong cái phần về DNS server đó, thì nếu như được thì các bạn tiếp tục kiểm tra là DNS zone transfer file. Thì DNS zone transfer file nó sẽ sử dụng là TCP port 53. Thì cái này đúng ra thì nếu như các bạn thử nhanh á, thì các bạn có thể sử dụng cái máy ảo làm security email trong cái sổ máy ảo của trung tâm đưa đó. Thì mình đã cài sẵn cho mọi người trong đó là DNS server
web server và email server rồi. Rồi mình đi vào thử đây. Đây mình mở thêm một cái mẹo. Rồi là cái máy làm security email mình ha. Thì cái máy này ở đây á, thì mình sẽ để cho nó đi qua bên cái đường mạng NAT ha. Nhớ NAT là sẽ tương ứng với đường mạng là 192.168.255.0.24 ha. Và cái máy Linux của mình á, thì như bài hôm trước á, thì mình đã gán cho IP là 192.168.255.128 rồi. Để cho dễ nha, mình thử như vậy. Cái máy làm security email của mình á, sau khi thử xong á, thì rồi username bắt login vào user root ha, password 123456. Thì cái máy tính này ở đây á, mình đã gắn sẵn cho cái IP là 192.168.255.1129 rồi. Rồi thì bây giờ mình thử nha, truy vấn DNS. Mình sẽ tải cái dịch vụ DNS trên cái máy này lên. Rồi nó báo là dịch vụ này nó đã start rồi nha. Thì nếu như các bạn kiểm tra, các bạn cd vào trong file name, các bạn ls ra. Trong đây thì mình đã tạo sẵn hai cái tên miền là vimway.lab và athena.lab rồi. Đã có sẵn hai cái tên miền này rồi. Tiếp tục mình kiểm tra cái file config của nó, mình vi đến vị trí etc name.conf. Trong cái file etc name.conf này á, thì các bạn để ý cho mình ở cái dòng allow transfer. Allow transfer ở đây á, mình đang ghi là chỉ cho phép chạy localhost, nghĩa rằng an toàn. Nhưng nếu như bây giờ mình ghi vào trong đây là vậy, nghĩa rằng những cái máy nào thuộc đường mạng 192.168.255.0.24 thì có thể sử dụng, có thể làm DNS zone transfer file với cái máy của mình. Rồi mình save lại, mình restart cái dịch vụ DNS. Lúc này để nó tác dụng cái tính năng DNS zone transfer file của mình. Bây giờ mình có thể đứng ở từ cái máy Windows mà hồi nãy đây. Bản thân của cái máy Windows của mình ở đây á, thì nó đang có sẵn cái IP là 192.168.255.1 ứng ở các mạng VNF 8, thì nó sẽ tương tác vào được ở bên trong cái máy ảo làm security email của mình. Thì đơn giản thì mình thử bình cái máy đó một lần. Rồi các bạn thấy nó bình được ha. Rồi mình sử dụng NS lookup. Bây giờ mình trỏ server. Server sang IP là 192.168.255.1.9. Rồi sau đó em dùng câu lệnh ls là list, trừ d là domain, đưa vào domain là vimway.lab. Các bạn thấy sao? Nó sẽ xuất ra cho mình danh sách của tất cả các cái record, của tất cả các cái record ứng như domain vimway.lab, hoặc là ls chữ d athena.lab. Các bạn thấy nha, nó cũng tương tự ha. Cái máy ở đây mình đang cố ý xác lập như vậy nha, để phục vụ trong cái môi trường bài lab của mình. Thì nếu như các bạn có một tên miền ngoài net mà các bạn làm được việc này, thì nghĩ rằng các bạn đang biết được rất là nhiều thông tin của nó. Và người admin phải đi config lại cái DNS transfer file này ha. Ví dụ như là không cho phép truy vấn, cho phép truy vấn từ một số cái địa chỉ IP nào đó, hoặc là phải làm DNS zone transfer file security, có sử dụng cái key để mã hóa cái quá trình truyền dữ liệu của mình. Rồi thì đến đây thì mình sẽ kết thúc các cái phần chính ha, ở trong cái bài số 1 về printing. Rồi ok, các bạn cố gắng làm thử ha. Rồi xin chào mọi người.